Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã xảy ra một số vụ cháy tại các cơ sở, doanh nghiệp, công trình không đảm bảo các quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy hoặc không được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào sử dụng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trước thực trạng trên, Công an tỉnh đã tăng cường kiểm tra, làm việc với các cơ sở vi phạm để thống nhất biện pháp, giải pháp thực hiện, đồng thời yêu cầu chủ cơ sở cam kết lộ trình, thời gian, tiến độ, khắc phục đối với từng nội dung vi phạm. Qua kiểm tra đến ngày 16 tháng 3 năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 185 cơ sở công trình vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, trong đó chủ yếu là chưa thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy hoặc đã thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy nhưng chưa hoàn thiện kiểm tra nghiệm thu đã đưa vào hoạt động. Phần lớn các vi phạm tồn tại thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh dịch vụ tồn chứa nhiều chất cháy và nguy cơ cháy nổ cao như chế biến gỗ, dệt may, giày, kho chứa hàng hóa tại các chợ, trung tâm thương mại, kho xăng dầu. Công ty cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng các địa phương tạo điều kiện giúp đỡ công ty để bổ sung quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực kho, và cũng đề nghị phòng cảnh sát phòng cháy tạo điều kiện giúp đỡ công ty trong việc kiểm tra nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy để cửa hàng xăng dầu Tuấn có đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy cho toàn khu vực cửa hàng. Trong các cơ sở vi phạm có những cơ sở có hệ thống nhà xưởng, dây chuyền sản xuất quy mô lớn, lượng hàng hóa tập kết nhiều, số lượng công nhân và người lao động tập trung đông, nằm trong các khu cụm công nghiệp hoặc đan xen trong khu dân cư, khi cháy xảy ra sẽ gây khó khăn cho công tác chữa cháy, cứu nạn cũng như di chuyển bảo vệ tài sản. Năm 2014, công ty cổ phần bao bì toàn cầu đã được thẩm duyệt và nghiệm thu công tác phòng cháy chữa cháy giai đoạn 1. Tuy nhiên, do tính chất mở rộng về mặt bằng sản xuất kinh doanh thì công ty chúng tôi có xây dựng thêm một phần nhà xưởng và một kho chứa hàng. Phần xây dựng thêm thì chưa được đủ điều kiện để cấp phép phòng cháy chữa cháy. Kính đề nghị các cơ quan có ban ngành hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng hoàn tất các thủ tục có liên quan đến việc quy hoạch. Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục có liên quan đến việc quy hoạch thì doanh nghiệp chúng tôi sẽ tiến hành làm các thủ tục liên quan đến công tác phòng cháy theo quy định. Qua kiểm tra đôn đốc đến đầu tháng 4 năm 2022, chỉ có một số ít cơ sở khắc phục xong. Phần lớn các cơ sở vẫn chậm trễ trong khắc phục các vi phạm còn tồn tại, thậm chí có cơ sở đã phải dừng hoạt động. Đối với công trình về phòng cháy cháy mà chưa được thẩm duyệt và nghiệm thu hoàn thiện về hệ thống phòng cháy cháy mà đã đi vào hoạt động thì đó là một nội dung vi phạm về phòng cháy và chữa cháy. Khi mà toàn bộ cái hệ thống về phòng cháy chưa được nghiệm thu thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Khi xảy ra cháy nổ của doanh nghiệp gây hậu quả nghiêm trọng và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng và gây thiệt hại tài sản lớn đối với cả doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở trong việc chấp hành các quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời đề xuất phương án xử lý các cơ sở vi phạm.